đầy pin 100% ấy. Hai tiếng nữa thì phải bán. Ừ, thế đấy đi, ta đặt luôn đi, đặt 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 ở trên cái đống gỗ cho bọn nó biết nhá, còn nhá. Thì ai trông cho còn? Cần gì phải ai trông, để đấy tí hết tiếng ra thì tắt chứ cần gì ai trông. Trông nhưng mà bây giờ đặt ở trên đấy thì cái bọn nó vào cái món bằng ấy nó không biết đường nó tránh chứ. Chứ lại trưởng gỗ nhà thằng Trung thì nó có camera. Đặt bên đấy cho em cái. Nó có camera rồi. Đặt camera. Đặt chỗ khác thì sợ chứ đặt đấy có camera rồi. Đi qua ông giáo còn đặt luôn đi vậy. Chạy về đây thôi tí nữa. Chân quầy mình quá. Kết nó không giải được rồi mới là lạ. Được, đặt cho chị chéo một phát cho bằng được. Tôi cần được thịt đằng kia bắn ra bằng tiền. Kết nó rất là điêu nhá. Mẹ lúc nó được đi cắm tiếng thì nó giải vong quanh máy, không cho ai vào, không cho ai cắm thì nó chả nói đâu. Bây giờ mình cắm suốt ngày nó kêu là bọn chị tia nó ấy ấy thôi để cho người khác còn vào mới. Mẹ được trước mày một cái đấy, xưởng, một cái xưởng quay 5 máy thì bọn ta vào đâu? Đống máy vòng quanh mới có ai chạy được. Thế hôm em mới bảo là thế bọn em quay rồi bọn chị nghỉ là qua này, qua ra bãi tàu ấy, thế là cái bọn học sinh đi quay ấy. Nhưng mà cái tâng lên chị đang cắm tiếng thì là đã quát nó rồi, nó cố tình nó cầm chân quay nó đi vào máy, thế là cứ mình nói. Mày thân mày đi. Mày phải được nhìn thì mày hẵng nói, đừng có nói với ba vô vẩn. Tao quay có mỗi hai ông bà nhổ rau ở hẳn một góc đằng này. Mày nhìn thấy mày chả nhìn thấy mày cứ nói vớ va vẩn. Đấy là nó cầm chân quay vào đấy, mình em giấu chân quay sao vào một bên đi qua mà nó lèo nhèo hơn là cha chết. Đâu không phải là nó cầm một cái thằng trẻ con ấy. Rồi mình quát rằng thằng kia chứ mình quát nó đéo đâu. Mẹ là biết bản thân. Nhưng mẹ người ngoài còn đeo gây khó khăn cho nhau, người nhà ra thành kết lúc ghét nó cũng kiểu nhèo 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 nhèo. Lắm lúc mình không trông á, nó lại gần ấy, chắc chẳng hạn mình đang đặt góc này tí nữa nó đến quay nó chỉnh mẹ chỗ khác xong rồi để nó đặt. Bà ơi, dạ. Con vịt đấy. Con theo đấy là con bạn con. À con bắn đi, con bắn đi để thịt. Ngon chết rồi. Chết rồi, tối qua đi về muộn nó đóng cửa cháo rồi mình chả ấy. Tí nữa mà mua gì cho nó ăn. À ship, gọi nó ship. Hôm qua lấy số rồi, hỏi 5 hộp là nó ship. Cái số ở trong máy vậy? Gọi đi cho người bảo nó giờ đấy tí nữa gọi giá cái gì mà giá. Gọi 5 hộp là nó ship mà. Gọi đi bảo nó đưa lên quán rồi. Hôm qua bảo là làm như cháu bận lắm chú có ship không? Bà kia bảo thế ship mấy hộp? Bà 5 hộp đổ lên nó ship không? Có. Bà đấy cho cháu số. Cười số Huy nó bảo ông Chiến là tình lý thằng đấy bảo Chiến là cóp máy của chị vào cho hộ Tùng ấy. Hắn chiều mẹ là lúc sau đang đọc hai máy mình biết là hắn mới lấy của Tùng vẫn ba máy. Đọc hai máy xong rồi nó còn ba máy nữa. Đây ba máy nữa cóp máy này. Tùng lý biết đâu. Ta biết mà nếu qua bởi đi Tuyên Quang là hôm qua không thấy. Không ở đấy. Thằng Khánh ra chứ. Ơ chị xuống rồi à? Ừ chị xuống rồi. Thế mà nãy giờ em đang đợi máy chị.
nó chia mẹ rồi vẫn còn đợi máy của chị. Em cứ bảo đợi máy của chị xuống thì em lấy, thì chị em bảo là Quyên này nó quay nhiều lắm, tí nữa xuống xin máy của nó một cốp. Ê, Khánh, thế là Khánh máy được hai hai